Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để thông tin được lan tỏa tới tất cả mọi người. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2024. Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông quan trọng của thành phố đang được tăng tiến độ, trong đó nổi bật có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đi qua 3 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội Lào Cai và Nội Bài Hạ Long, có chiều dài 112,8 km với 6 làn xe cao tốc, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85,8 nghìn tỷ đồng. Hiện nay dự án đang được các địa phương tích cực triển khai bàn giao mặt bằng để thi công toàn bộ dự án, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 10,8%. Xây dựng tuyến đường vành đai 4 chính là thực hiện nghị quyết số 15 về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký. Trong đó, Bộ Chính trị chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027. Dự án với tổng vốn lớn, khối lượng công việc lớn, chỉ tính riêng đất đá đắp nền đã lên tới hơn 22 triệu mét khối, trong khi thời gian hoàn thành dự án đòi hỏi nhanh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Trước đề nghị của 3 tỉnh thực hiện dự án, Quốc hội và Chính phủ đã có nghị quyết quy định cơ chế đặc thù cho phép được nâng công suất tối đa đáp ứng nhu cầu đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, cho phép thực hiện cơ chế đặc thù đối với các mỏ cấp mới, khai thác phục vụ dự án đường vành đai 4. Sự sáng tạo quyết liệt của các địa phương cùng những phương hướng cơ chế chính sách đặc thù mà Đảng, Nhà nước dành cho dự án vành đai 4, rõ ràng dự án đã và đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tiến độ triển khai, hình thành một kết nối liên vùng mạnh mẽ, tạo không gian phát triển mới, mở ra những cơ hội mới, tiềm năng mới cho phát triển thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan thì dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội thuộc địa phận tỉnh là một trong hai dự án được tỉnh lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện nay, các địa phương nằm trong vùng dự án dồn sức tập trung trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km đi qua 4 huyện: Văn Giang, Quái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Hưng Yên quyết liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện dự án. Cụ thể, mới đây, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận huyện Văn Lâm. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận huyện Văn Lâm có chiều dài 6,54 km, tổng diện tích thu hồi khoảng 80,14 ha. Đất nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng 38,9 trên 39,07 ha, đạt 99,7%. Đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý đã giải phóng mặt bằng 11,89 trên 14,17 ha, đạt 83,9%. Đất ở đã thông báo thu hồi đất, kiểm đếm 228 trên 228 hộ, diện tích 4,79 ha. Đã kiểm đếm được 12 doanh nghiệp, diện tích 9,47 ha, đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lâm nêu một số khó khăn, vướng mắc, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và các sở ngành hỗ trợ tháo gỡ như việc xác định giá đất để giao đất tái định cư, việc bồi thường bằng đất, về một số khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, vướng mắc trong quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng, một số vướng mắc từ các doanh nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án được phân tích để tháo gỡ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở ngành và huyện Văn Lâm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời vận động các doanh nghiệp tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận huyện được thực hiện đúng tiến độ trong thời gian 2 tháng tới. Huyện Văn Lâm phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất sản xuất kinh doanh, đặc biệt ưu tiên di chuyển nhà máy nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Sinh, bảo đảm việc cấp nước cho người dân trong khu vực không bị gián đoạn. Đối với các doanh nghiệp còn lại, huyện sớm trình phương án, vị trí di dời, nhà xưởng, kho lạnh để nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng. Về bồi thường tài sản của các doanh nghiệp cần xem xét kỹ khấu hao, phối hợp với Sở Tài chính để bảo đảm minh bạch, chính xác.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lập báo cáo tiền khả thi dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ có công văn đến các bộ liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Dương và Đồng Nai về việc giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, xét theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần đã được địa phương tổ chức lập trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và triển khai dự án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất Thủ tướng thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước sớm tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự án xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 207 km đi qua 5 địa phương, trong đó đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 18,23 km, tỉnh Đồng Nai 45,54 km, tỉnh Bình Dương 47,45 km, thành phố Hồ Chí Minh 17,3 km và Long An 78,3 km. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 128.063 tỷ đồng, được đề xuất thực hiện theo hình thức BOT, trong đó chi phí xây dựng khoảng 76.772 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 51.291 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án có tính kết nối giao thông liên vùng, giải quyết lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics. Dự án dự kiến được thẩm định trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ họp tháng 10 năm 2024. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là yêu cầu khách quan, lựa chọn mang tính chất chiến lược để phát triển hạ tầng đất nước, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, giá trị gia tăng của đất, đi lại thuận lợi cho người dân, cạnh tranh hàng hóa. Thủ tướng nêu rõ, trước đây chúng ta còn khó khăn. GDP bình quân đầu người mới hơn 1.000 đô la Mỹ, GDP hơn 100 tỷ đô la Mỹ, nên chưa thực hiện được việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đến nay, GDP của Việt Nam đã gấp 3-4 lần và có dư địa để thực hiện đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thủ tướng nêu rõ và nhấn mạnh việc cần quyết tâm làm, nguồn lực ở đâu, nguồn lực bao gồm nguồn lực của Trung ương, nguồn lực của địa phương, nguồn lực đi vay, nguồn lực phát hành trái phiếu, nguồn lực hợp tác công tư, rất nhiều đa dạng hóa để làm và chúng ta có đủ điều kiện để làm. Thủ tướng dẫn chứng thế giới phát triển rất nhanh và Trung Quốc hiện có 47.000 km đường sắt cao tốc. Mỗi năm họ phát triển 3.000 km cao tốc. Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đề ra 10 năm và đến năm 2035 phải xong. Thủ tướng cũng chỉ rõ nếu cách làm như cũ, nó thật là tầm 50 năm nữa nên phải có cách làm mới, đổi mới cách quản trị, quản lý, cách huy động nguồn lực, đặc biệt là tư vấn chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chúng ta có cách làm mới thì mới đảm bảo được. Thủ tướng nói thêm và mong muốn sự ủng hộ bởi đây là một trong các công trình biểu tượng ở kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thủ tướng thông tin hiện nay đang tập trung vào làm các đoạn tuyến kết nối với Trung Quốc, gồm đoạn tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm đường sắt thì phải hiện đại, chứ không thể không hiện đại.